chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chúng ta lại gặp nhau trong cái khung giờ rất là quen thuộc 15:20 Chủ nhật hàng tuần và 22:30 thứ hai hàng tuần. Sẽ có những cái niềm vui và đôi khi cũng có một vài điều nuối tiếc nếu như hai bạn không đồng ý nhấn nút. Cuộc sống nó phải như vậy anh cũng ơi, phải có những lúc... Nhưng mà mình luôn luôn mong các bạn phải bấm nút để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ người ta phải chạm đến trái tim của nhau, người ta mới bấm chứ. Bây giờ người ta không chạm, làm sao người ta bấm? Bây giờ chờ đợi một hồi biết bấm hay không liền. Rồi. Không lẽ đứng đây cãi nhau hoài, chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Hả Màng? Có, nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Ồ, được. Ở đâu? Em nhà ở quê. Anh thấy là Nam ra trước hình như hơn đó. Rồi cho Nam. Rồi, ra trước đi. Bây giờ mình cho Nam ra trước đi ha. Bạn Nam xuất hiện. Wow. Chào bạn. Tôi sẽ quen em quá. Chào anh Linh. Chào chị Cát Tường. Chị Cát Tường. Quen lắm rồi nha. Dạ. Tên gì? Hôm em có tới cổ vũ trong đoàn của em. Em Nguyễn Văn Tý. Em tới từ Nghệ An. À, nhớ Tý. Dạ, dạ, dạ. Tý thì cổ vũ cho chuột. Thế à? Cho mèo. Cho mèo. Dạ. Cho bạn của mình xong ngồi dưới đứng dạ. Lên trả lời anh kêu dạ. Là bạn có người yêu chưa đúng dạ, không? Dạ, dạ đúng rồi. Xong mà nói chưa cái nó dạ. Tham dự luôn rồi nay dạ. Dự nữa hả? À. Em đăng ký lâu rồi lắm rồi anh. À. Dạ, em đăng ký. Rồi bữa nay rồi Tý đi rồi có ai đi theo ủng hộ Tý nữa không? Dạ không, hôm nay em không có ai hết chị. Buồn vậy. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Tâm, em 22 tuổi. Hiện em đang làm kế toán ở một công ty tư nhân ở Vũng Tàu ạ. Rồi, mình rồi đó, bây giờ giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Văn Tý, em đến từ Nghệ An. Em năm nay 32 tuổi. Em làm bên sản xuất đồ gỗ nội thất. Bên đó 32, bên này 22. Em có thấy là lớn quá không? Cũng hơi lớn chút xíu. Hơi lớn xíu ha. Em mới 22 tuổi, xinh. Tại sao không có người yêu? Công việc của em thì chủ yếu là làm ở văn phòng. Các đồng nghiệp thì có gia đình hết rồi. Môi trường là không có nam giới phù hợp ạ. Mà từ trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em cũng có hai mối tình rồi. Nhưng mà do cũng không có hợp nhau nhiều thứ nên không có đi đến được hạnh phúc. Mà bây giờ là thật muốn tìm bạn trai để hẹn hò hay là muốn lấy chồng? Dạ em trước hết là em muốn tìm hiểu sau mới được thì em đi tới hôn nhân luôn ạ. Bao nhiêu lâu nữa thì đi tới hôn nhân được? Có thể là 3-4 tháng gì đó. Hả? Cái gì mà 3-4 tháng nhanh vậy? Mới 22 tuổi 3-4 tháng gì đó lấy chồng luôn? Dạ vì em tuy em nhỏ nhưng mà em hơi chín chắn so với mấy người cùng tuổi ạ. Vậy là trước mắt là thấy thuận lợi đó. Tại chị thấy cái anh bên kia ảnh 32 rồi, nghĩ chắc anh muốn lấy liền. Dạ. Em chị sợ em phán dạ. Cho câu quen sau 5 năm nữa mới cưới thì chắc ảnh chờ không nổi. Dạ. Em 1 tháng luôn. Em giờ là em muốn vợ lắm rồi anh. Nhưng mà bây giờ Tý dạ, chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi chị. Có, nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Ồ, được. Ở đâu? Em nhà ở quê. Nghệ An hả? Dạ dạ. Không, nhưng tương lai của em là em xác định về quê. Lấy vợ là đem vợ về quê hả? Dạ thì nói chung là không nhất thiết là phải về bây giờ, nhưng mà em hướng là tương lai sẽ là về quê. Ý ảnh là cương quyết là coi như là dưỡng lão ở quê đó. Dạ. Dạ cũng được ạ, à. Nếu mà gọi là thuyền theo gái, gái theo chồng. Sao cô này gì cũng được cho ta, dễ vậy ta. Như vậy Nghệ An xa lắm á bạn. Không có xa, gần em mà. Em ở đâu? Em ở Hà Tĩnh à, em rất là gần. Trời ơi. Thì ra là vậy. Tưởng đâu trong Sài Gòn mà dám đi ra tới ngoại ở, làm dâu ở ngoại. Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh hả? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu một chút nè. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ em thì em vui tính, em rất là tốt bụng và không lăng nhăng. Còn khuyết điểm của em thì sợ ma, ngủ trễ và nhiều chuyện. Nhiều chuyện là sao? Nói chung là có chuyện gì là của bạn bè em là em đoán được hết á. Rồi chuyện của mình kể cho người ta nghe luôn. Không, cũng kể chút xíu thôi. Cái gì mình tán được là mình tán. Còn chuyện của mình không có tán thì mình không nên tán thì không. Nói chung là chuyện mình không có nói, mình kể chuyện người khác cho người khác nghe thôi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Vậy thôi. Rồi sao có Tý có thích vợ nhiều chuyện không? Em thì thế nào cũng được, em cũng dễ lắm. Nhưng mà cứ khi nào mà làm xong công việc rồi thì muốn nói đến khi nào thì nói. Đó, mình là ta nhận khuyết điểm rất là rõ ràng, ta chân thật như vậy đó. Rồi. Bạn tự nhận khuyết điểm đi. Em biến làm việc nhà lắm. Từ khi bị dồn vào đường cùng thì em mới làm việc nhà luôn.
Nhưng nữa có vợ không, lẽ cứ bắt vợ nấu hoài. Thì nói chung là sau đó mình thì phải suy nghĩ chứ anh. Lấy vợ về rồi mình phải lo cho gia đình, thì cái đó mình tất nhiên em cũng muốn là mình tự ý làm thôi, chứ cũng không muốn là vợ bảo anh giặt cho em cái đồ hay là gì, rửa cho em cái bát, thì em cũng không có muốn vậy. Rồi cái tật xấu nào mà bạn thấy bạn không thể khắc phục được? Chắc là em nghiền đá banh. Đá banh không sao, thể em dục thể thao đá banh anh ạ. Đá banh với lại đi xem đá banh là cũng nè nè, bên đây cũng thích đá banh nè. Em thích đá banh lắm. Hồi trước cái hồi em còn sinh viên á, em mê quá, 2 giờ sáng vượt rào em đi xem luôn. Vượt rào đi xem luôn? Dạ, hôm đó rách quần. 2 vợ chồng này mùa World Cup chắc là mệt lắm nè. Vậy thế em hâm mộ câu lạc bộ nào? Em thích đội tuyển Brazil với là đội tuyển Anh á. À vậy hả? Anh thích đội tuyển Đức, vừa rồi nó phá nát Brazil đến 7-0. Bạn có những cái ưu điểm như thế nào? Ưu điểm thì em cũng là một người rất là hòa đồng, là cũng biết chia sẻ, cũng biết giúp đỡ mọi người. Thích mẫu bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em cao 1m65 trở lên, có da có thịt chút xíu. Nó ốm quá, ốm là ốm quá sướng. Em có ốm quá không anh Linh? Không. Cao nhiêu, cao nhiêu? Cao 1m65 tí tí. Đây dư sức luôn. Rồi được. Điểm nào không thích ở bạn trai? Em không thích bạn trai em gia trưởng, khó tính, không biết nấu ăn. Căng à. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì chắc là em cũng không không có. Không nhưng có. Mà không biết nấu ăn là có rồi đó. Dạ, nhưng mà em lại ăn rất là nhanh. Cũng là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm luôn. Là bởi vì là em ăn vậy, nhiều khi em không biết là nó ngon hay là không. Nói chung là dễ nuôi, dễ nuôi. Còn không thích gì nữa không? Không thích nhậu về khuya quá. À có nghĩa nhậu được mà nhớ về dạ, chơi với được, em mà được nhậu rồi. Được mà nhậu được thì cho em đi nhậu với. À nhậu được không? Em nhậu được mà. Uống được nhiêu lon? 12 lon. Hả? 12 lon? Dạ. Trời ơi. Tướng nhiêu đây uống 12 lon. Dạ dạ đúng rồi. Thiệt hả? Cao thủ, cao thủ. Sư phụ. Nể chưa, nể chưa. Cái đó nhỏ. Em chấp nhận kèo giới. Kèo giới nhỏ mà có vỏ nha. Nếu vợ mình uống được vậy là mình vui. Bởi vì đâu gỡ vợ gánh giùm. Uống được nhiêu lon? Em hả? Em thì cũng được 5 lon. Em cũng có ưu điểm là không hút thuốc nha. Em không có nhậu nhẹt. Ha, được. Thuốc hút được mấy điếu? Không, em muốn hút thuốc. À, hút hồn. Được, không có hút thuốc. Dạ. Giờ đi nhậu dắt vợ đi theo là khỏe rồi ha. Dạ dạ. Chấp hết đối thủ luôn. Chấp hết đối thủ luôn. Tụi bay ngon uống với vợ tao. Dạ. Dữ. Ngon quay trời mình về luôn. Quá dữ. Chị ngưỡng mộ vợ em rồi đó. Dạ dạ. Ráng cưới nha. Những cái hồ có chiều hay không chị? À, ăn thua em nữa. Dạ, ăn thua là chị á. Ông mai bà mối rất quan trọng. Rồi nhớ nha, tại vì cũng quên mà mai á. Không quen. Nhớ gửi kẹo cu đơ vô nha. À, hôm nay bạn gái có đi với người thân không? Dạ, em có đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Em là Trang, em là chị họ của bé Tâm ạ. À, em thấy tí cu đơ bệnh sao? Nói chung em thấy cặp này dễ thương. Dễ thương ha. Dạ. Thì cũng thấy dễ thương nữa mà không biết được không. Thôi để bên kia tìm hiểu đi. Thôi giờ kéo màn lên đi. Bắt tay cái coi. À, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào anh. Lần đầu tiên gặp gỡ thì bộ bó hoa anh tặng em. Rồi, cảm ơn em. Cái tiểu sử bộ hoa này là cũng khó, cũng khổ lắm đấy. Tiểu sử, cái tiểu sử của cái bộ hoa này. Rồi, ngồi xuống nghe tiểu sử bộ hoa đi em. Lần đầu tiên là anh mua hoa tặng cho bạn gái. Nhưng mà lúc nãy anh ghé qua cái đường gì anh cũng không có nhớ tên. Nhưng mà thấy bảng hoa là anh lại em bảo là cô bán cho con 5 bông hoa cúc màu trắng, 5 hoa cúc màu vàng, gói cho đẹp để con đi tặng bạn gái. Vậy là cô gọi và ủa cái này người ta dùng để cúng ông địa mà. Anh đang làm việc ở anh là ở quận Thủ Đức. Em ở đây thì bây giờ đang làm việc ở đâu? Em đang làm kế toán ở dưới Vũng Tàu á. À Vũng Tàu. Dạ. Cũng nhưng mà tương lai anh. Nhưng tương lai là em lên đây. À, lên cho em sớm dạ, nha. Dạ dạ. Nhân đây thì cũng cho anh được gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ em với là gia đình em, đó là lời chào. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng vậy á. Em cũng hỏi thăm người nhà. Bởi vì bố mẹ em là người có công rất lớn để sinh ra em. Nói chung là lần đầu tiên thấy em thì anh nghĩ em cũng nhìn cũng xinh. Nhưng mà nói chung cái bên trong thì cũng phải tìm hiểu sau. Cái vẻ bên ngoài thì cũng là rất là xinh. Thì tính tình anh, cái bên trong là tính tình á. Anh có chịu về nấu ăn không? Anh thì sau này thì cũng cố gắng sẽ học, sẽ thay đổi. Nói chứ mà giờ thì thực ra thì anh không có biết nấu ăn. Nhưng mà... Có gì em chịu học nấu ăn không? Thì con có, vì vợ vì con mình có thể làm được tất cả. Thiệt không? Chắc không? Thiệt, thiệt.
anh nghĩ là anh sẽ làm được. Công việc của em thì ví dụ như bấm nút hẹn hò thì có thời gian để mà dành cho nhau không hay là... Nói chung là thời gian của em cũng ít, thì em cũng đi công tác nhiều. Anh nghĩ rằng cái mái ấm gia đình với vợ với con cũng là cái nơi bình yên mà mình tìm về. Anh cũng quan điểm là yêu, nhưng một khi đã làm bạn gái hay là đã làm vợ rồi ấy, thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, chung thủy. Không có thích nằm trong vòng tay kẻ lạ, là anh không thích. Cái đó là anh kỳ nhất là cái vấn đề đó. Hết giờ. Bạn rất là vui, nhưng bạn khi mà nói chân thật như vậy, rất là thật. Rồi bấm nút đi. Suy nghĩ kỹ, nghiêm túc nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Tôi rất là bất ngờ. Dạ. Tại sao bạn nữ lại quyết định không bấm? Dạ, em cảm thấy em với anh cũng có nhiều điểm được, nhưng mà em thấy có một số điểm chưa được lắm ạ. Ví dụ? Ví dụ? Thì ví dụ như công việc của em á, thì tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều, em đi công tác rất là nhiều. Anh nói là sợ này nọ thì thực sự thì nếu mà không có hiểu được công việc của em thì rất dễ là hiểu nhầm. Thực sự là em tránh cho anh thôi. Anh nghĩ bạn này cũng rất là thoáng, cũng hiểu mà. Dạ, hơn nữa thì em cũng là muốn ở đây làm việc lâu dài. Thì là em chưa biết lý do bạn quyết định điều đó. Dạ đúng rồi. Em nghĩ sao? Thì cũng bình thường thôi, em cũng tôn trọng bạn. Dạ, thì em cũng nói rồi, không có mình không ấy thì mình làm bạn không có sao hết. Coi như mình duyên chưa tới đi. Em cảm ơn anh. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Một cặp loa Smart E5. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm nhiều hơn để tìm một nửa trái tim cho mình. Dạ. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh. Chào chị Cát Tường. Cảm ơn em. Nếu bác cho con dẫn bạn đi chơi, con hứa con sẽ mua kim cương để cưới nghe bác. Tình yêu mà đôi khi chúng ta lấy nhau cũng chưa chắc là đến với nhau được cả cuộc đời. Cố gắng lên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Rồi, hả màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh bên kia cánh màn ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Thanh Vàng và em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở quận 2. Trời ơi, vàng mặt đỏ lên là vàng luôn chứ. Mời bạn trai. Chào các bạn, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên đó. Dạ, chào. Em xin tự hiểu, em tên là Lê Văn Tình. Năm nay em 26 tuổi, em là huấn luyện viên Vô Vietnam. Vàng Tình, Tình Vàng cũng hợp lý đó nha. 27 tuổi, bên kia 26 tuổi, nhỏ hơn tuổi có vấn đề gì không? Dạ không, có quan trọng gì đâu. Tôi hỏi bên này. Dạ, em nghĩ là chắc không sao. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Vậy lý do sao ế? Em nghĩ là phần chính là do cái tính trẻ con của em á. Dạ, lúc trước em cũng có quen một anh, quen nhau khoảng 6 tháng thôi rồi anh đó cũng không chịu nổi cái tính mà trẻ con của em á. Cho nên anh nó cũng cài số dê luôn rồi chị ơi. Vậy á. Dạ, em nói là chừng nào em tìm được người nào mà kìm được cái tính trẻ con của em á, lúc đó em mới lập gia đình thôi. Chịu được không? Dạ, từ đó thì em chịu được, tại vì em dạy trẻ con rất là nhiều. Dạy trẻ con mấy tuổi? Cũng cỡ 6 tuổi. Dạy bao nhiêu năm rồi? Em dạy cũng được 3-4 năm rồi. Bạn là quê ở đâu? Quê em ở Nhà Bè, ở Hồ Chí Minh. Quê xa quá hả? Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Cái mối tình đầu của em là quen qua mạng bên trên Facebook anh. Cũng được 2-3 năm rồi. Nhưng mà khi mà gặp mặt nhau thì mình vỡ mộng với anh. Em ấy xài camera 360 độ anh. Trời ơi, nhìn là vỡ mộng luôn anh. Lúc cô gái xuất hiện là hẹn ở đâu? Hẹn ở ngoài bến xe miền Tây. Ủa sao hẹn xa vậy? Dạ, tại mình hẹn xa. Được thì mình dắt ở nhà. Còn mà mình hẹn gần nhà mất là lỡ chuyện gì anh. Không phải dễ thương đó rồi, kể cái vụ này kể tiếp là vụ này hay nè. Cái vụ quen qua mạng 3 năm nè. Rồi mình gặp mặt nhau, uống phê, ăn uống xong cũng đưa tiền cho em về. Có đưa tiền nữa? Dạ, tại vì em nói
em tới đây em hết tiền anh ơi. À, cậu lên à, cậu không có mang theo quần áo gì luôn. Ở không đi vậy đó hả? Đúng rồi, không đi vậy luôn. Giờ em cũng thấy nghi lắm rồi. Giờ em nói thôi, giờ anh còn 500 ngàn rồi thôi. À, anh đưa em 450, còn 50 anh đổ xăng đi về. Hay, cái này hay nè. Chị thích em rồi đó. Thì không chị? Bắt tay. Được. Em thích người bạn gái thì sao? Nói chung là em cũng không kỳ lắm. À, thích người biết quan tâm, chia sẻ với người mình yêu á. Và biết đối xử với người lớn tuổi. Biết nấu ăn là càng tốt. Tại vì em cũng biết nấu ăn. Thôi, em hỏi như đó thôi. Em đòi hỏi nhiều quá, mất công ế nữa chị. Hồi nãy nói dạy võ phải không? Dạ. Múa thử một xíu coi coi. Dạ, em múa thôi dạ. Thôi, võ sư mà đừng có dở. Giữ được, tưởng đâu nổ. Trời, người ta nói bị dấp thôi chứ ta múa không có dấp. À. Chị thấy em nói dấp vậy như em ca là không dấp. Ca đi. Ca đi. Đã lâu rồi tay tôi không được dắt tay theo, đi đâu cùng chim một mình, không các gì cây hoa héo, xuân hạ thu đông chưa qua, mùa nào cũng không ai tháo. Không phải tôi không cố gắng mà vấn đề trước giờ tôi gái toàn phèo. Cô em A, em A bị khùng, cô em B em chơi tôi lùng, cô em C em đòi xây khủng, cô em D em khen tôi nghèo túng, cô em nào cũng thấy không thấy đâu, tôi ngày đều bị hỏi cùng. Thế nên tôi FA không dám quen lùng tung. Bao nhiêu tình đến rồi tình vẫn thế thôi, ai ngoan nga rồi cùng bước vòi. Thế nên tôi ế, thế nên trẻ, thế nên tôi bỏ bê, thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tôi lái xe trường đường vậy. Tôi không phải bắt tôi mà ngủ tôi cũng không qua. Tôi không phải có nhà giàu nhưng mà tôi biết sống phấn đấu vì người tôi yêu, tôi luôn sẵn sàng làm một cách đủ họ kìa sao. Nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu. Yeah. Oh yeah. Hay quá vậy ta. Yeah. Tôi chịu bạn rồi đó nha, về đội của tôi nha. Được đó. Hỏi thử bạn gái thì cảm nhận vậy thế nào nha, em cũng đang tò mò về bạn bên đó rồi đó. Hấp dẫn lắm. Bạn bên đó có tài gì không, thể hiện luôn đi để coi bạn bên trai cảm nhận thế nào. Có tài gì làm luôn. Dạ, chào anh. Chào bạn. Làm đi để lép vé hơn bên kia đó. Thôi em hát đại câu rồi, nha. Rồi đại đi. Dạ. Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn nồng ấm hơn nay hôm nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ, rồi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Em quên rồi chị ơi. Rồi cũng được, cặp này vô cũng xứng lắm nè. Hợp, dễ thương lắm. Dạ, nhưng mà anh có bụng bia không? Em không thích bụng bia mà cỡ như anh Quyền Linh là em chơi yeah. Trời đất ơi, sáng sáng ai cũng chơi bụng bia rồi trời. Yeah. Được. Bụng này là... Võ sư. Võ sư mà làm gì có võ bụng. Võ sư hả chị? Ừ. Chỉ có cái bụng to là không khoái thôi hả? Dạ, không, thêm nữa. Gì nữa? Dạ, móng tay dài nè, hút thuốc nè, nhậu nè. Nhậu nhưng mà nhậu ít thôi, tại vì nếu mà nhậu nhiều quá rủi em nhậu nữa thì chắc là banh nhà luôn á. Ủa vậy em nhậu lắm hả? À dạ không, em chỉ biết uống xã giao thôi chị. Mãi lo. Nói chung là người ta tới đâu em tới đó. Dạo này gặp toàn cao thủ không? Nhưng mà anh nói nhậu cũng được, với điều kiện là anh phải tỉnh hơn em để anh đưa em về, chứ không lẽ hai đứa ngủ bụi sao chị? Hàng kia ế. Không phải ế mà là kén anh Quyền Linh ơi. Kén quá. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai mình là người sao? Cao hơn em chắc là khoảng 1m65 trở lên. Dạ. Nặng khoảng 60-70kg thôi chị. Nói chung là cái gì cũng ok trừ cái bụng bia thôi đúng không? Dạ bụng bia hút thuốc anh ơi. Em có uống bia không? Dạ em chỉ uống xã giao anh. Thí dụ chưa như là công việc đó anh. Rồi nó đòi hỏi mình phải vậy. Hút thuốc không? Dạ không bao giờ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì nhiều lắm. Tính em cũng nhiều lúc có khi nóng, nhiều khi mình ăn đậm quá, giống như là đứa nít vậy. Nhưng mà thật chắc mình không có vậy, tại mình ăn đậm thôi. Học võ mà nóng quá quýnh người ta làm sao? Vậy mới học, em mới kiềm chế lại anh. Có bao giờ quýnh ai chưa? Dạ chưa bao giờ, bị người ta quýnh xong chạy không ạ? Được, võ sư là phải vậy, chứ không phải ta đánh mình đánh lại. Dạ. Thôi, tật xấu còn gì nữa? Như là em gì ta? Giờ hết rồi. Thôi hôm nay em đi tới đây có ai đi ủng hộ em không vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em. Đã chào bác. Bác thấy bạn bên đó là sao bác? Nghe giáo sư cũng ơn chút. Biết nữa vậy quýnh vợ dữ hùng á. Dạ bác ơi, con thấy tính học giỏi nhưng mà con hèn khô à. Đến nỗi con kiến con họ còn dám giết mà bác. Khi học võ vô là không bao giờ mà mình gây chuyện hoặc mình đánh người với bác. Dễ thương lắm, có duyên đó nha. Cũng dễ thương, cũng không có gì. Rồi, em có đi chung với ai không? Dạ có, em đi chung với mẹ em. Ha,
Chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, chị thấy cô bé này sao? Thấy cũng được. Từ hai đứa, ví dụ nó hợp nhau, thương nhau thì biết tính tới. Dạ. Có chuẩn bị gì cho con chưa? Có. Có rồi đúng không? Dạ. Vậy là cũng ổn rồi ha? Ổn rồi. Thôi bây giờ cho đôi trẻ nói chuyện với nhau đi chứ người thân thì cũng dễ. Rồi, mình kéo màn lên đi. Bình tĩnh nha. Mình hít thở sâu sâu, kỹ kỹ rồi nói chuyện nha, không ai dành. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói chậm thôi. Dạ, xin chào. Chào em. Dạ. Bóng bóng. Hả? Không, chút lần tình cờ đó. Quên, chú quên, xong nó đi. Thấy luôn quá. Người tặng quà đây. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Quan điểm của em về tình yêu là gì? Quan điểm em rất là đơn giản, gói gọn trong câu là nếu là của mình thì sẽ là của mình, không phải níu kéo gì hết trơn á. Anh thì sao? Anh thì đó, anh khi yêu á là anh yêu rất là chân thật, rất là thật tình. Thể yêu á là cưới. Anh có gia trưởng không? Anh á, anh là người con gái. Không anh, không anh. Đã dặn từ từ rồi hả? Bình tĩnh rồi, nó lộn đó. Anh là người con trưởng cho mình. Người con trai. Dạ. Gia đình mình đông không anh? Gia đình anh được ba anh em trai. Dạ. Bình thường anh có hay căng thẳng trước khi nói chuyện vậy không? Hay là chỉ khi lên sân khấu thôi? Chỉ trước trong sân khấu thôi. Chứ người nhà thì anh nói chuyện nó thoải mái hơn. Dạ. Quen bao lâu cưới? Em quen bao lâu cưới? Cái này nếu mà được thì em là người gả rồi, đâu phải người cưới đâu, sao anh hỏi em? Từ 6 tháng đến năm. Em nghĩ sao? Năm sau thì được rồi, tại vì nó hợp với tuổi của em. Cưới nhau ai giữ tiền? Cho anh giữ nhưng mà em sẽ xài thoải mái được không? Được hết em. Tiền thì anh sẽ đưa ra, em giữ. Thôi anh giữ tiền thì em không cần giữ tiền, em chỉ cần xài tiền thôi, được không anh? Vậy được, đưa anh giữ không biết còn không ta. Rồi thôi mình qua mình nhấn nút nha. Nói một câu gì tình cảm đi. Nói gì với bác để xin dẫn đi chơi coi phim gì đi. Bác, nếu bác cho phép con dẫn bạn đi chơi á, con hứa con sẽ mua kim cương để cưới với bác. Cảm ơn kim cương của bác đi. Dạ bác ơi, con cũng không có đòi hỏi gì kim cương đâu bác ơi. Con sẽ cố gắng, nếu mà được con sẽ cố gắng. Rồi, hết thời gian. Đặt tay ra sau nha, suy nghĩ rồi quyết định, bấm nút nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cô làm tôi hú hồn cô. Tưởng đâu bữa nay hai đứa mình thua trắng rồi chứ. Sao bấm chậm, chậm vậy? Chậm chậm 5 giây sẽ tốt hơn cho mình đó chị. Cũng hay. Nắm tay nhau cái coi. Em hơi căng thẳng xíu. Cùng đi. Nói thì chậm mà làm không có chậm. Làm nhanh quá. Không, dễ thương. Rất là dễ thương. Tôi xin gửi tặng các bạn ngay cặp loa của Samac E5. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Vé xem phim. Cảm ơn. Chúc các bạn có những buổi xem phim thật là vui, có những nụ hôn nồng cháy. Cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay chúng ta trải qua những cung bậc cảm xúc đôi khi nó hơi hú hồn chút, hơi ú tim chút xíu. Nhưng mà vui. Một cặp đồng ý hẹn hò là một niềm vui của chúng tôi. Một cặp không đồng ý hẹn hò cũng là một cái điều tiếc nuối của chúng tôi. Mong rằng những bạn còn ế hãy đến với chúng tôi để tìm đến những cái giây phút lãng mạn như thế này. Bấm nút hai trái tim hòa hợp với nhau. Vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết. Các Tường và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị muốn xem thêm chi tiết thể vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình vào kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Xin chào.